Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tạp chí Nghề Việt Nam. Và hôm nay mình rất vinh dự được có mặt tại một sự kiện quan trọng, đó chính là sự kiện Samsung ra mắt chiếc TV 8K QLED đầu tiên tại Việt Nam. Và sau lưng mình đây chính là chiếc TV đó mà mình muốn nói tới. Và cảm nhận đầu tiên của mình sau khi xem xong sự kiện của Samsung đó là tuyệt vời đó. Và mình thấy rất là ngưỡng mộ khi mà Samsung có thể làm ra một chiếc TV nó tuyệt vời như thế này và có kích thước lên tới 98 inch. Ở đây, phiên bản 98 inch của mình, là của chiếc TV này ngay tại đây luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh thì có độ nổi khối cao, màu sắc rực rỡ, màu đen thì sâu và góc nhìn tuyệt đối luôn. Mình gần như có thể nhìn từ mọi góc để có thể nhìn thấy chiếc TV này. Hình ảnh nó không bị thay đổi quá nhiều. Hơn nữa thì Samsung còn trang bị cho nó những cái viền khá mỏng. Các bạn có thể, nếu các bạn zoom kỹ vào, các bạn sẽ nhìn thấy cái viền nó có phần dày. Nhưng mà đối với một chiếc TV 98 inch thì cái viền này mình thấy là cực kỳ mỏng rồi. Ngoài ra thì về độ dày của chiếc TV này, nó vào khoảng tầm đến 5cm, hơn 5cm một chút. Tuy nhiên thì đây rất là ấn tượng và chúng ta sẽ không nhìn thấy một cái dây dợ nào ở đây cả. Và mọi dây của kết nối thì đã nằm ở mặt sau và chúng ta rất khó thấy điều đấy. Tại sao Samsung lại ra mắt một chiếc TV 8K ngày hôm nay ở đây? Đó là vì trước đấy Samsung đã ra mắt TV này ở CES rồi và hôm nay họ mang tới Việt Nam. Tuy nhiên thì trên thị trường hiện nay chưa có nội dung nào mà có độ phân giải gốc là 8K cả, kể cả các game rồi phim điện ảnh các thứ thì chưa có 8K. Và Samsung đã xử lý một cách thông minh, đó là sử dụng con chip Quantum Processor 8K. Đây các bạn nhìn thấy Quantum Processor 8K để upscale hình ảnh lên. Từ hình ảnh có khoảng là 2K hoặc 4K thì đều có thể up lên được 8K hết. Và như vậy thì chúng ta có thể trải nghiệm công nghệ hình ảnh 8K còn trước khi những cái nội dung có 8K gốc ra đời. Rất là tuyệt vời cho khách hàng của Samsung đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy Samsung đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cấp lên 8K. Và ngoài ra thì chất lượng âm thanh của chiếc TV này cũng cực kỳ là tốt mà mình đã trải nghiệm rồi. Và nó có một âm bass rất là chắc đó, và nghe rất là đã. Ngoài ra thì cũng để bổ sung cho nội dung 8K thì Samsung đã trang bị kho phim 4K lớn nhất Việt Nam để có thể upscale lên 8K và khách hàng có thể trải nghiệm. Như ở đây các bạn có thể nhìn thấy Samsung đã sử dụng bộ xử lý Quantum 8K để có thể nhận biết được đâu là thể thao, âm nhạc, điện ảnh để có thể điều chỉnh được âm thanh, chất lượng hình ảnh sao cho nó phù hợp nhất. Ở bên dưới thì chúng ta có thể thấy là Samsung đã tích hợp trợ lý ảo Bixby. Bixby thì có thể giúp chúng ta ra lệnh giọng nói bằng tiếng Việt. Đó, bằng tiếng Việt tìm kiếm các thứ đều thông qua Bixby cả, rất là tiện lợi. Và để minh chứng cho bộ xử lý Quantum Processor 8K mà mình vừa nói thì đây các bạn có thể thấy Samsung miêu tả rất là rõ ràng. Từ một hình ảnh chất lượng thấp như độ phân giải SD, HD hoặc Full HD hoặc cùng lắm là Ultra HD thì sau khi công nghệ AI qua VV xử lý thì nó có thể upscale lên chất lượng cao hơn. Và cuối cùng chúng ta có một chuẩn chuẩn hình ảnh lên tới 8K ở đây. Ở đây thì bộ vi xử lý này sẽ đầu tiên là tái tạo chi tiết này và phục hồi chi tiết viền này, và sau cuối cùng là giảm nhiễu. Bởi vì chúng ta đã biết khi mà nâng độ phân giải lên thì nó sẽ có nhiễu và cần phải giảm nhiễu ở bước cuối cùng này để có thể đưa ra một cái hình ảnh cuối cùng 8K. Đây là tuyệt vời đúng không ạ? Và mình không rất là khó tin Samsung có thể làm điều này. Và trải nghiệm từ mình thực tế qua những cái TV 8K ở đây thì rồi, không biết phải nói gì nữa cả. Và mình, nếu mình có tiền có nói về tiền, nói về giá thì chiếc mẫu 98 inch vừa rồi nó có mức giá lên tới 2,3 tỷ đồng. Đó. Nếu mà mình có tiền thì mình cũng mua, nhưng mà 2,3 tỷ đồng là một mức giá nói nào nhỉ? Khá là chát. Tuy nhiên thì Samsung cũng có những cái lựa chọn thấp hơn, những cái phiên bản thấp hơn, đó thì TV 75 inch rồi 60 inch rồi cái mức giá nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nó chỉ khoảng 200 đến 300 triệu là cùng. Đó. Một lựa chọn rất là hời cho người tiêu dùng có thể trải nghiệm được cái công nghệ 8K trước cả tương lai. Như các bạn thấy ở đây, Samsung có rất nhiều kích thước để mọi người lựa chọn sao cho phù hợp nhất với căn nội thất của các bạn. Ở đây thì mình có thể thấy có 65 inch này, ở đây là 75 inch này. Và cái này nhỏ nhất này. Cái nhỏ nhất là 49 inch. 49 inch. Đó. Và ở đây các bạn đi theo mình. Chiếc 82 inch. Chiếc 82 inch. Nó lớn gần bằng chiếc 98 inch nhưng mà giá khoảng mình nhớ không nhầm là 300 triệu đúng rồi. Đó, đây mình xem nhá.
Samsung không đề giá ở đây nhưng mà mình nhớ không nhầm nó khoảng 300 triệu và nó rất là hợp lý đối với các khách hàng nào mà muốn sử dụng một chiếc TV 8K mà có kích thước cực kỳ lớn như thế này. Đó. Còn đây nó sẽ không liên quan gì đến cái TV 8K của Samsung cho lắm, nhưng mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn biết bởi vì Samsung hôm nay có trưng bày ở đây. Đó chính là chiếc The Frame. Đó. Chiếc The Frame này nó có một khoảng 1.000 bức ảnh của những danh họa nổi tiếng như Van Gogh này. Đấy, mình thấy đây bức ảnh của Van Gogh này. Đó, và nó có độ phân giải chuẩn 4K để chúng ta có thể gắn lên tường và thay đổi giao diện tùy những cái hình ảnh mà các bạn thích. Các bạn có thể cài đặt vào đây, cho vào đây hoặc là sử dụng những cái hình ảnh mà được Samsung lựa chọn kỹ càng. Đấy, và nó sẽ làm đẹp cái căn phòng nội thất của các bạn lên rất là nhiều. Còn đây là khu trải nghiệm âm thanh của Samsung. Và như các bạn đã biết thì Samsung đã có hợp tác rất là nhiều đối với hãng âm thanh là Harman Kardon. Và công nghệ của Harman Kardon thì cũng được mang lên TV 8K của ngày hôm nay Samsung được giới thiệu. Và chúng ta hãy cùng đi trải nghiệm nha. Rồi. Đây. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy sao 3 của Samsung được kết hợp với Harman Kardon làm. Đây là mẫu Q90R, là mẫu cao cấp nhất của Samsung hiện nay. Và nó có kích thước thì có thiết kế khá là đẹp, mình thấy thế. Và nó hợp với cái TV 8K ở trên này. Đó, và âm thanh của sao 3 này lát nữa chúng mình sẽ nghe sau. Ở bên này thì các bạn có thể thấy hai cái mẫu mới ra mắt nữa của Samsung. Đó là mẫu Q70R và Q60R. Thì tất cả những cái mẫu này của Samsung đều được trang bị AI để có thể cho ra âm thanh nó sống động hơn và tinh chỉnh âm thanh làm sao nó phù hợp nhất với nội dung các bạn xem, như xem đá banh hoặc là xem điện ảnh thì nó khác nhau, để cho các bạn có thể nghe thấy nó đã tai hơn. Và ở đây thì Samsung có đặt một cái điều khiển ở đây. Đó. Điều khiển này thì có vài cái nút khá là đơn giản. Khi mà bấm một nút sound này thì sẽ sử dụng cái sound 3 kia và âm thanh nó sẽ khác biệt hơn rất nhiều. Và như vậy là chúng ta đã vừa cùng tham gia buổi lễ giới thiệu chiếc TV QLED 8K đầu tiên trên thế giới của Samsung tại Việt Nam. Và mình cũng dẫn các bạn đi một vài cái khu để tham quan những công nghệ mà TV QLED 8K của Samsung được trang bị. Và rất cảm ơn, xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Cảm ơn.